Em chào tất cả các bác, bên em bao ship đơn hàng từ 200.000 ạ. Em các bác mua như là vỏ thông, phân thuốc, chậu móc đủ 200.000 em bao ship ạ. Hôm nay thì em thanh lý một số ít cái chậu nhiều lỗ và chậu ít lỗ. Thì hiện tại thì hai mẫu chậu này thì em có chậu nhiều lỗ này và mẫu chậu ít lỗ. Cái này là đều là phi 21 các bạn ạ. Phi 21 nhưng mà mẫu chậu này thì nó có bị lỗi là nó bị mẻ cái tai này. Này nó sẽ bị mẻ một bên tai các bạn, nhưng mà có lỗ để các bác xỏ dây. Đây có lỗ, có ba chạc để các bác xỏ dây, cho nên là về mình có thể treo lên được. Chậu này thì em bán là 190.000 100 cái ạ, 190.000 cho 100 cái. Các bác có thể chọn mẫu nhiều lỗ hoặc là chọn mẫu ít lỗ. Mẫu ít lỗ thì nhà em thì còn tầm khoảng 100 cái, còn mẫu nhiều lỗ thì nhà em có tầm khoảng 200 cái như thế này. Nó bị đây này, nó bị mẻ này. Tất cả những cái chậu này thì đều là chậu mới các bác nhá, chậu chưa qua sử dụng, chậu mới chưa qua sử dụng. Cái này là do em vận chuyển từ kho về nó bị gãy mất một bên tai. Đấy, đây. Đều là chậu mới hết. Đấy thì hôm nay em thanh lý hai cái mẫu chậu này. Thì chậu 16 thì nhà em cũng còn một ít, cũng hàng thanh lý. Chậu 18 này, đấy toàn bị mất tai này thôi. Thì hôm nay em thanh lý cái chậu 21. Các bác có thể lấy về để trồng cây con này hoặc là ươm ki cũng được các bác. Đây, có lỗ để các bác treo. Đấy là hai cái mẫu chậu mà em thanh lý hôm nay. Còn những mẫu chậu sen, chậu bí thì nhà em vẫn có đầy đủ các bác. Mẫu chậu sen, mẫu chậu bí này, mẫu nan thẳng này đều là nhựa HD. HD bền đẹp luôn. Mẫu chậu sen thì cái mẫu chậu sen có kèm nan phụ, mẫu chậu sen thì có kèm nan phụ và có ba cỡ này, phi 20, 25 và 30. Đây là phi 30 này. Đây là phi 25 này. Phi 20 ạ. Ở mẫu chậu này thì em bán là 10.000, 13.000 và 20.000. Đây còn mẫu nan thẳng các bạn, mẫu nan thẳng cũng là nhựa HD nhưng mà nó là màu đen và cái có nan phụ kèm. Và cái thanh của nó so với mẫu sen và mẫu bí thì nó mỏng hơn, nó bé hơn. Cho nên giá cả của nó cũng rẻ hơn. Em đang cầm trên tay này là phi 30. Phi 30 thì nó là 11.000 ạ, còn phi 25. Phi 25 đấy, em có để đằng kia. Phi 25 thì là 8.000 một cái. Còn mẫu chậu bí các bạn, mẫu chậu bí thì đâu nhỉ? Cái mẫu bí đâu nhỉ? Mẫu chậu bí thì nhà em có đây các bạn. Mẫu chậu bí này. Mẫu chậu bí thì không kèm nan phụ các bạn. Cái này thì cái em đang cầm trên tay này là phi 20 này. Nhà em có phi 20, 25 và 30. Đấy. Ở dưới đáy chậu thì nó ký hiệu là 22, 26 và 31. Thì nhà em bán là 10.000, 12.000 và 16.000. Đấy. Cái mẫu chậu này không kèm nan phụ thì các bác trồng những cái dòng dáng hương rất là hợp lý này. Dòng đơn thân. Cái này là lưới lót chậu. Lưới lót chậu thì hàng mới nhà em bán là 100.000 một cân. Để các bác lấy theo lạng cũng được, tại vì nó cũng được khá là nhiều, 10.000 một lạng. Chỗ này là cũ rồi, cái này em làm mẫu nên là nó hơi cũ rồi nhưng mà vẫn bền lắm. Các bác nào mà lấy thì em cho này. Các bác nào mà lấy hàng của em mà có cần thì về túi lưới đựng phân ấy, thì bảo em cho chỗ này về các bác nhồi phân này. Vẫn còn rất là bền các bạn, vẫn còn rất là bền luôn. Cái này thì không lấy tiền. Còn các bác lấy hàng mới ở trong kho thì làm 10.000 một lạng. Đấy là túi, đấy là cái lót chậu này. Tiếp theo thì em giới thiệu với các bác một chút về phân trâu. Phân trâu của nhà em thì rất là khô luôn. Một bao vàng, một bao màu cam như thế này thì một bao của nó được có 12 cân thôi. Rất là nhẹ và cái này là 18.000 một cân. Bột sơ dừa các bác ạ, bột sơ dừa giữ ẩm này. Trồng lan rất là tuyệt, rất là tốt. Cái này thì các bác trồng lan kiếm, các bác có thể trộn với gia thể để trồng lan kiếm hoặc là các bác rải trên mặt chậu để giữ ẩm ấy, cũng rất là tốt.
Ngoài rêu ra thì ngoài rêu rừng ra thì các bác cũng có thể dùng cái loại này để giữ ẩm này. Hoặc là các bác không có, mình bận mà không có nhiều thời gian để tưới cây ấy, thì mình có thể là trộn cái này, trộn cái này vào giá thể luôn thì nó giữ ẩm rất là tốt. Cái này thì là 40.000 một bao. Một bao của nó sẽ được tầm khoảng 3 cân các bạn. Đấy, 40.000. Bột sơ dừa, đây là bột sơ dừa nước ngọt. Mốc thì nhà em vẫn có đầy đủ các bác nhé. Đây mốc kẽm, đây là kẽm thường 90 này, rất là dày dặn luôn, cứng cáp dày dặn. Các bác dùng chậu 30 thì nên chọn mốc này, thì 3.000 một cái. Còn mốc bọc nhựa 80 là 2.800 ạ. Bọc nhựa 90 thì là cũng là 3.000. Còn mốc kẽm thường 80 2.000 ạ. Kẽm thường 80 này thì nó khá là nhỏ các bác, dùng những cái chậu 20 hoặc 25 thì cũng được. Đây que hồ điệp ạ, que hồ điệp là 40.000 một cân. Thì nhà em có loại 90 cm này, loại 1m và loại 1m2. Vỏ thông thì nhà em vẫn có đây, số 2. Đây là số 2, số 2 thì nó vỏ khá là mỏng và nó không mài cạnh được các bạn. Đây số 2 đây. Số 2 này thì là 16.000 một cân. Số 3 cũng 16.000 ạ, nhưng mà số 3 nó to hơn các bạn. Đây số 3 nó to hơn và nó mài cạnh khá là đẹp. Cái này thì là 16.000 một cân này. Số 3 vỏ thông nó nặng hơn các bạn, số 2 được nhiều hơn ấy. Một cân nó được nhiều hơn số 3. Số 1 chủ yếu là để giải mặt thôi, hàng vụn. Cái này thì là 10.000 một cân. Đấy, đấy là vỏ thông. Những cái phân thuốc khác nhà em vẫn có đầy đủ, em giới thiệu với các bác. Phân bón gốc ạ. Phân bón gốc thì nhà em có phân trắng Nhật chỉ số là 646. Đấy, hàm lượng lân rất là cao. Cái này là 220 một cân này. Phân trì Nhật là 120.000 một cân. Phân Zinan ạ. Zinan là 25.000 một lọ 150g. Zinan này thì có cho cây con, cây trưởng thành và cây ra hoa. Đấy, các bác lựa chọn. Bencona ạ. Bencona cái này thì 25.000. Diệt rong rêu nấm mốc rất là hiệu quả. Đấy, Anvin. Anvin này là trị rỉ sắt đốm lá. Cái này thì 40.000 một lọ. Nano bạc ạ, nano bạc là cũng diệt vi khuẩn. Các bác phun phòng chống thối cho cây này. Cái này thì 35.000. Chế phẩm Hùng Nguyễn ạ, 6 trong 1. Cái này là 25.000. Siêu lân đỏ ạ, 25.000 ạ. B1 ạ, B1 của Gromore 35.000, 235ml. Movento này thì nó là một dạng thuốc trừ sâu, trị dẹp rất là hiệu quả. Chuyên trị các loại dẹp thì các bác dùng cái này. Dẹp thì bám thì rất là khó lau, rất là khó ấy các bạn. Nó hút nhựa cây, nhất là đặc biệt là đối với lan kiếm, thường rất hay bị dẹp. Các bác dùng Movento này 95.000 một lọ. Ngư ông đắc lợi 6.000. Keo liền sẹo Mỹ thì em có keo liền sẹo đen. Keo đen thì là keo đen là 45.000. Còn keo Mỹ Tiến ạ. Keo Mỹ Tiến này thì nó lỏng hơn các bác nhé. Lỏng hơn so với keo đen. Cái này là 30.000. Đấy, Atonic lọ. Atonic lọ này 80.000. Fisan ạ. Fisan lạnh. Fisan lạnh này là thuốc chống thối. Thuốc. Cái này thì nó là 55.000. Siso cái này là bộ từ cả phân cả Úc này. Nhà em có Siso 25.000 này, với cả ORG Hum bung rễ bật mầm, cái này cũng là 25.000. Để bộ từ cả Úc, phân dụng rất là hiệu quả các bạn. Còn phân hữu cơ thì nhà em có Ben 1 55.000, Ben bao 10 cân là 470 bao. Các bác lấy nửa bao là 240. Đấy. Dây buộc lan các bạn, dây buộc lan cái này 25.000 này. Chicho đầm mạ gói một lạng, cái này là 10.000 một gói, 100g. Dùng các bác dùng ít thì dùng cái này, còn gói to thì em lại đang hết các bạn. Gói 1 cân thì nhà em lại đang hết rồi. Em cảm ơn tất cả các bác đã xem video. Các bác mà cần những cái vật tư hoa lan nào, các bác cần phân thuốc gì, các bác liên hệ ủng hộ em. Em cảm ơn tất cả các bác.